trước thì anh chị em có hỏi Hạ rằng là khi thi công tấm nhựa nano Haroma hay là tấm Haroma giả đá thì dùng keo gì. Trong video ngày hôm nay Hạ review cho các anh chị em nhà mình keo Haroma, một dòng keo đang rất là được ưa chuộng trong thời gian gần đây. Một dòng keo chuyên dụng để dán tấm, các dòng tấm nội thất như thế này. Và trên tay Hạ đây, mình đã nắp sẵn cho anh chị em rồi. Và keo nguyên đang linh kiện của nó thì sẽ như thế này nhé mọi người nhé. Và trong video này thì Hạ cũng sẽ hướng dẫn các anh chị em mình phân biệt cái dòng keo chất lượng như thế nào. Mình chi tiết với các anh chị em một chút nhá. Về cảm quan để phân biệt được chất lượng thì anh chị em thì mình có thể nhìn thấy đây. Với dòng keo Haroma thì nó sẽ có cái đầu trên và đầu dưới này, Hạn sử dụng ở phía dưới nhá. Hạn sử dụng ở phía dưới này và cái đầu trên này thì nó là bằng thiếc. Với cái việc là bên ngoài này thì bao này thì nó sẽ là bằng cắt tông, còn đầu trên và đầu dưới là thiếc thì nó sẽ bảo vệ cái keo của chúng ta được trở nên tốt hơn. Mỗi một thùng keo thì nó sẽ bao gồm là 24 lọ và 300ml cho một thùng như thế này mọi người nha. Và Hạ còn dành tới các anh chị em mình một chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt cho những ai may mắn xem được video này của Hạ Haroma, để tri ân tất cả những anh chị em trong suốt thời gian vừa qua đã đồng hành, ủng hộ hay là follow nơi Hạ Haroma với một chương trình chiết khấu vô cùng là sâu. Bình thường trên thị trường với một cái nọ keo như thế này của Haroma thì giá nó sẽ dao động tầm từ 55 đến 65 nghìn cho một lọ, một tuýp như thế này mọi người ạ. Đó, và mình sẽ cùng test thử chất lượng keo cho anh chị em mình xem nha. Đây, nãy thì mình đã nhờ các anh kho cắt cho rồi. Mình đã nắp vào súng như thế này. Thực sự là mình cũng đang chưa biết nắp như thế nào. Ý là thế, chưa làm bao giờ. Nhưng mà, đây, bình thường anh Hiệp hay test keo cho mọi người ấy. Thì đây nhá, anh hướng dẫn là có bôi một chút ra như thế này mọi người ạ. Bôi ra mặt sau, nặng quá. Bôi ra mặt sau của đó, bôi ra mặt sau của tấm mẫu như thế này nhá. Keo của Haroma nó sẽ có ngà vàng. Đây đây, ngà vàng và rất là sánh như thế này. Ngà vàng sánh. Xong sau đó thì mình sẽ test này. Mình thì để chéo lên một tí để cậy cho dễ. Đây, để chéo lên một tí và cậy cho dễ. Chất lượng của keo không phụ thuộc vào tốc độ nhanh khô hay lâu khô. Chất lượng của keo phụ thuộc vào khả năng kết dính của nó sau khi khô là như thế nào. Đó, khả năng kết dính của nó sau khi khô như mọi người nhé. Và với những dòng keo mà có hàm lượng nhựa thông cao thì thông thường nó sẽ lâu khô hơn so với những dòng keo mà có cái hàm lượng là bột đá nhiều. Bột đá nhiều thì nó sẽ nhanh khô hơn mọi người ạ. Và đây anh chị em thì mình cùng kiểm tra chất lượng với Haroma này. Mình sẽ nhắc lên, ui chặt quá. À, được rồi, đây đây, làm lại nhé. Nhắc lên để anh chị em thì mình thấy được cái độ tơi, độ bông của nó này. Đấy, mọi người nhìn này, nó rất là tơi, rất là bông như thế này. Đó, tơi bông như thế này. Mình bôi có một tí tí thôi đấy anh chị em ạ. Đó, bôi có một tí tí thôi mà nó tơi, nó bông ra như thế này. Đây anh chị em nhìn này. Đó, nên là khả năng kết dính của nó sau khi khô thì rất là tuyệt vời nha. Hiện tại Haroma và Hạ muốn dành tri ân đặc biệt tới những anh chị em thường xuyên follow trên kênh của Hạ, cũng như là ủng hộ và theo dõi Hạ trong suốt thời gian vừa qua. Một chương trình ưu đãi vô cùng là đặc biệt. Xỉ keo Haroma hiện nay đang chỉ với giá là từ 1x. Và giá xỉ sẽ từ 3 thùng, chỉ từ 3 thùng thôi mọi người ạ. Có nghĩa là các anh chị em thợ thi công hay là các cửa hàng hoàn toàn có thể mua và cho khách hàng của mình trải nghiệm dòng keo chất lượng này của Haroma. Mục đích chương trình lần này là để tri ân cũng như để anh chị em nhà mình ai cũng có thể được sử dụng, được trải nghiệm một lần cái dòng keo chất lượng như vậy. Đồng thời với đấy, một nọ keo này của Haroma thông thường với những dòng keo có khả năng cất dính cao như thế này, nó sẽ tiết kiệm hơn đến 1/3 so với những dòng keo kém chất lượng khác ở trên thị trường. Vừa giá tốt mà keo lại chất lượng, còn chần chừ gì nữa. Hạ để đường link ở phía dưới để anh chị em nhà mình đăng ký hưởng chiết khấu và tham khảo chương trình chiết khấu sâu nhất từ trước đến giờ của nhà Haroma. Chương trình sẽ áp dụng đến hết 31 tháng 1. Vì vậy các anh chị em nhà mình nhanh tay để hưởng ưu đãi đặc biệt từ chương trình này của Haroma nha.